Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác làm thợ bẫy chim sẻ trên mọi miền Tổ quốc. Mày số bên em lại làm một cái video để giới thiệu cho các bác ba cái bộ sản phẩm phục vụ cho các bác bẫy chim sẻ mùa 2020-2021 sắp tới đây. Thì các bác quan sát trên màn hình đây, những cái bộ sản phẩm đầu tiên này em muốn giới thiệu cho các bác là những loa nhé. Loa thì nhà em cung cấp rất là nhiều loại, nhưng mà ở cái video này thì em chỉ giới thiệu cho các bác là VKS 898 nhé. Và cái check độ chim sẻ này thì có nhà em có check đôi, check đơn. Thì các bác mà có nhu cầu độ thì nhà em sẽ độ luôn cho nhé. Và khi đây là cái loa này, loa thì có tên là VKS 898 này, có in một hình cô gái, một hình cái thân loa, tay điều khiển ở bên ngoài rồi. Là em sẽ bỏ bên trong ra giới thiệu chi tiết cho các bác. Và cái loa này thì những cái phụ kiện mà các bác được nhận kèm là khi mua loa này là một cái túi đựng loa nhé, để đảm bảo cho các bác là đút loa vào đây các bác mang đi sử dụng. Về cái tiếp theo, những phụ kiện em sẽ giới thiệu phụ kiện trước. Tiếp theo là một cái dây đeo loa này, cộng với một cái tay điều khiển nhé, tay đờ mót ấy. Thì pin trong tay điều khiển này thì chạy bằng pin tiểu, thì ngoài ra thì nhà em sẽ tặng cho bác là 3 quả pin tiểu như này. Tặng 3 quả pin tiểu này để đảm bảo cho các bác là khi mình sử dụng đôi 3 năm cũng không phải mua pin mới nhé. Và ngoài ra nữa thì gồm một cái củ sạc của thân loa, thì các bác sử dụng hết công suất thì cái loa này nó khoảng được 8 đến 10 tiếng. Nó sử dụng công suất nhỏ thì nó khoảng được 10 đến 11 tiếng nhé. Và ở đây thì nó còn có cả một cái mic trợ giảng này, phục vụ cho các bác là kể cả như đi bán hàng hỗ trợ, bán hàng rong ấy, thì các bác sử dụng cái mic này. Còn về cái thân loa chính đây, thân loa chính đây nhé, thì khi mà đóng hàng gửi đi cho các bác thì nhà em sẽ đóng trong một cái túi chống sốc như này, để đảm bảo là khi mình vận chuyển ấy, nó sẽ không ảnh hưởng đến phần chất lượng âm thanh. Nhà em sẽ bỏ bên trong ra giới thiệu cho các bác sơ qua một chút. Cũng rất là nhiều những video em cũng đã test thử về cái loa này rồi. Các bác mà muốn tham khảo thì các bác hãy theo dõi em ở những video trước ấy. Em đã test thử cho bác là về cái chất lượng âm thanh rồi, rất là ổn. Về cái dòng loa, đây là cái dòng loa điều khiển từ xa nhé. Các bác có thể là điều khiển từ xa thì khoảng độ tầm 5-70 mét thoải mái. Nhà sản xuất thì đề ra là 2000 mét cơ, nhưng mà nhà em đi đánh chỉ khoảng ngồi xa từ khoảng 5-70 mét thôi, cũng chưa đi đánh 2000 mét bao giờ. Về cái loa này thì rất là nhỏ gọn nhé. Và tất cả những dòng loa điều khiển từ xa thì đều có anten này. Các bác khi điều khiển từ xa các bác kéo cho em cái anten này đi. Và đây là những cái lúm điều chỉnh của nó đây. Lúm điều chỉnh bật mở này, điều chỉnh bật mở này, và điều chỉnh âm lượng luôn nhé. Đây thì nó có một cái màn hình hiển thị này. Đây cái nút, những cái nút điều chỉnh này, qua bài này, quay lại bài này, là đều ở trên này nhé. Các bác có thể là sử dụng điều khiển ở cái tay điều khiển này. Điều khiển như điều khiển TV không? Đây, qua bài này, quay lại bài này, volume tăng giảm này, lặp lại này, là đều ở trên tay điều khiển này nhé. Đấy là vài cái loa VKS 898 đời 2020 nhé. Đây nó có một cái tem này, ở đằng sau thì có cả lẫy để đảm bảo cho bác là cài và cặp quần. Và nó có hai cái lẫy này đi để đảm bảo cho các bác là các bác xỏ cái dây đeo loa vào thì các bác đeo lên người. Và cái dòng loa đây nó có một tem này VKS 898. Đấy là về cái dòng loa và cái check độ loa phục vụ cho bác là về cái phần âm thanh. Còn là về cái bộ sản phẩm thứ hai mà em muốn giới thiệu cho bác là những cái keo bẫy chim sẻ nhé. Keo này thì em cũng giới thiệu luôn là keo công nghiệp loại 1, để đảm bảo cho bác là kể là như là thời tiết khoảng độ tầm 4-5 độ C vẫn đánh được bình thường. Đấy, và khoảng độ tầm 37-38 độ vẫn đánh được bình thường nhé. Thì keo này nhà em có hai màu chính, một màu xám này, một màu xám như này, và một màu đen nhé. Một màu đen, keo công nghiệp loại 1. Thì keo này thì các bác mà muốn vào cần ấy, thì các bác chỉ cần việc, nếu mà muốn vào dễ thì các bác chỉ việc là ngâm qua nước sôi khoảng độ tầm 5 phút thì các bác ra các bác nhào, các bác cuốn vào cần vào xào thôi. Em cũng giới thiệu thêm một cái nữa là nhà em cung cấp cả những cái xào bẫy chim sẻ nhé. Xào thì nhà em có 3 loại, xào cần trên cần dưới này, vê đơn này, rồi xào vê kép đôi. Các bác mà có nhu cầu về những cái bộ sản phẩm bẫy chim sẻ nhé, hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên. Hoặc là các bác có thể là để lại cái số điện thoại ở cái phần dưới bình luận ấy, thì bên em sẽ có nhân viên tự chủ động liên hệ trực tiếp cho các bác. Và giới thiệu cho các bác là nhà em ship hàng toàn quốc nhé, giao hàng đến tận nhà. Khi nhận hàng thì các bác luôn luôn là được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu nhé, thì các bác mới phải thanh toán. Và tất cả những cái dòng loa điều khiển từ xa thì nhà em đều bảo hành cho các bác là 15 ngày. Đấy, các bác lỗi một đổi một trong vòng 15 ngày nhé. Có nghĩa là
nếu mà cái loa này có ảnh hưởng gì hay có lỗi gì ở cái phần mềm thì các bác có quyền là giả lại bên em và bên em sẽ đổi trả cho các bác là cái mới nhé. Đấy là về cái phương thức bán hàng nhà em. Nào bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.